sẽ chia sẻ cách làm cho thịt gà nướng bằng nồi chiên không dầu ra giòn ngon mà rất là đơn giản. Mình chỉ cần dùng một cái đùi gà này thôi mà mình có thể làm được 2-3 người ăn một cách rất là đơn giản trong vòng 15 phút thôi. Trước tiên gà mua về thì mình sẽ trần qua với một chút rượu và muối bằng với nước nóng để cho cái da gà nó săn lại và nó hết những cái bẩn đi. Sau đó mình rửa sạch lại rồi mình ướp gia vị để mình đi nướng bằng nồi chiên không dầu thôi. Với cái cách làm này, khi mà trần lên thì cái da gà nó sẽ cứng hơn, và khi mình ướp gia vị khi mà nấu thì nó sẽ nhanh giòn hơn. Để ướp gia vị thì rất là đơn giản thôi, để da nó căng tròn lên và nó vàng màu đẹp thì mình chỉ cần dùng giấm ăn ấy, giấm trắng ấy, với muối và một ít nước tương nữa. Thì khi mình phết lên da và phết lên thịt thì khi mà mình nướng thì cái bề ngoài của nó sẽ đậm một chút và cái màu khi mà nướng lên nó sẽ rất là đẹp. Các bạn cứ phết đều lên da gà là được nhé. Đậm một chút nước tương nữa vào để tạo cái màu đẹp cho cái da gà ấy. Đấy. Phết như này và chúng ta cứ để khoảng 15 phút để cho nó khô ấy, cái miếng da ấy. Này, rồi mình mang đi mình nướng thôi. Đây mình dùng nồi chiên không dầu là mình sẽ nướng. Mình cứ nướng khoảng 10 phút với 180 độ rồi mình kiểm tra rồi mình lại lật ra mình nướng tiếp. Và mình cứ làm như này khoảng 3 lần là 30 phút là nó sẽ chín vì cái đùi gà nó rất là to. Và mình sẽ có cái thành phẩm gà nướng như thế này, các bạn có thể thấy đấy. Vàng óng và rất là ngon. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây ạ. Xin chào các bạn.